Ngày 3 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra làm rõ một vụ vận chuyển vũ khí trái phép qua sân bay Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, sáng ngày 1 tháng 10, qua màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa sân bay Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một kiện hàng chứa một khẩu súng ngắn dạng rulo bằng kim loại màu đen và 6 viên đạn. Làm việc với chủ kiện hàng, người này không xuất trình được giấy phép vận chuyển theo quy định. Theo cơ quan chức năng, đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng vài tháng qua, lực lượng soi chiếu phát hiện súng đạn gửi qua sân bay Đà Nẵng.